Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Và như thường lệ là phần điểm các thông tin chính có trong chương trình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Nhật Bản tuyên bố đã kiểm soát được các lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ tại nhà máy điện Fukushima số 1. Đây là một bước quan trọng trên con đường dài phục hồi sau sự cố hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Chernobyl năm 1986. Ngày 17 tháng 12, trong chương trình thăm và làm việc tại An Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh Phan Văn Sáu nhấn mạnh, năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn do lạm phát, thiên tai, dịch bệnh, nhưng An Giang vẫn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt bảo vệ an toàn phần lớn diện tích xuống giống vụ 3 trong điều kiện lũ lớn kéo dài với năng suất và giá bán cao. Trong 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 11%, kim ngạch xuất khẩu 830 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 28.000 tỷ đồng. Trên cơ sở thành tựu đạt được, tỉnh đưa ra 25 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2012, gồm 13 chỉ tiêu kinh tế, 11 chỉ tiêu văn hóa xã hội, trong đó đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 đạt 12,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Đồng thời đến cuối năm 2012, các xã triển khai chương trình nông thôn mới đạt từ 7 đến 10 tiêu chí. Phát biểu với các bộ chủ chốt tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội An Giang đã đạt được trong năm 2011, song cũng lưu ý một số tồn tại hạn chế cần tỉnh khắc phục như hạ tầng giao thông dù đã được cải thiện song chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, lợi thế thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long chưa được tỉnh phát huy, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nhưng An Giang chưa có giải pháp để phát triển một cách bền vững các mặt hàng thuộc thế mạnh của tỉnh, nông dân còn gặp nhiều rủi ro trong quá trình sản xuất. Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần khai thác lợi thế tiềm năng kinh tế biên giới du lịch ở địa phương, thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Bước sang năm mới 2012, tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến về chất lượng trong hoạt động cải cách hành chính, tập trung giảm nghèo, xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại An Giang, Chủ tịch nước còn đến thăm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Những năm gần đây, nhờ thực hiện hiệu quả chính sách biên mậu, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tịnh Biên có nhiều khởi sắc, hạ tầng khu vực được nâng cấp. Đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 947 đóng trên địa bàn xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, đơn vị nhiều năm qua thực hiện tốt giữ gìn trật tự an ninh vùng biên giới, Chủ tịch nước biểu dương cố gắng của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, tin tưởng cán bộ chiến sĩ của đơn vị sẽ sang năm mới nỗ lực phấn đấu hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng đất nước ta đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là chúng ta đã kiểm soát được lạm phát, cơ bản giữ được ổn định, cân đối kinh tế vĩ mô, đồng thời duy trì được sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thành tựu chung này có đóng góp thiết thực của khối cơ quan tài chính tiền tệ, trong đó có hệ thống ngân hàng, cơ quan phải đương đầu với nhiệm vụ khó khăn nhất là kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng. Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, yêu cầu tăng trưởng kinh tế theo các chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua, điều hành chủ động linh hoạt tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ để đảm bảo các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam và hạn chế tình trạng đô la hóa của nền kinh tế, kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng, kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và có đủ chế tài xử lý vi phạm. Sáng 17 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tác động tích cực cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Nội dung thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng.
Tại buổi lễ, 28 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc đã đón nhận huân chương lao động các hạng của Chủ tịch nước và cờ thi đua của Chính phủ. Sau đây là tin bão gần Biển Đông. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Những thông tin về cơn bão này tiếp tục sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau. Chuyển sang các thông tin liên quan đến dân số, hiện nay Việt Nam đã chính thức bước sang giai đoạn già hóa dân số. Dự báo vào khoảng năm 2017, số lượng người già ở nước ta sẽ đạt 10% tổng dân số. Dân số già đồng nghĩa với nhu cầu về viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gia tăng. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay mô hình này vẫn còn rất khiêm tốn. Ông Đỗ Văn Phượng, năm nay 87 tuổi, đã tới ở tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi Thiên Đức Hà Nội được gần một năm. Mắc bệnh mãn tính của tuổi già, không đủ khả năng để tự ý thức và chăm sóc cho bản thân, nên mọi sinh hoạt của ông đều do các y tá hỗ trợ. Ông lão tôi là tiền khởi nghĩa đấy, thì có cơ quan nhà nước thì rẻ tiền lắm, tháng đóng có 4 triệu thôi. Nhưng mà tôi vào tôi thấy cái cách phục vụ chưa tốt. Tôi đi tham khảo nhiều lần và nhiều nơi rồi, cuối cùng tôi đến đây xem tôi mới đưa ông lão tôi đến đây. Theo Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có hơn 400 cơ sở bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng trên 6.000 người cao tuổi. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày một tăng. Ở đây tốt lắm, ăn uống các thứ rồi các cháu rồi đang từ cấp trên cũng tốt. Hôm nào nửa hôm đêm đang ngủ thấy mò mò sờ chân hỏi ai đây, mà con cháu thì xem bà ngủ chưa, phải bà ngủ rồi. Một thực tế khác là nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi do nhà nước xây dựng hiện đã xuống cấp, thiếu nhân lực và các trang thiết bị y tế. Trong khi đó, các trung tâm của tư nhân lại đang thiếu sự hỗ trợ về mặt chính sách. Với mức 5 triệu thì nó là trung bình khá, người Việt Nam chưa thể làm được đại trà. Nhưng ở Việt Nam như đơn vị của chúng tôi 10 năm nay làm, không có một nơi nào ủng hộ, không có một tổ chức nào tài trợ. Đấy, và đất thì chúng tôi cũng phải đi thuê. Mà cũng thuê thì cũng chỉ có 5 năm một, nên cái sự đầu tư nó cũng không được ổn định. Đấy, mà còn có rất nhiều những cái mà về chăm sóc người già thì cái sự chi phí nó rất rất lớn, nhưng nhặt lại được đồng tiền từ các cụ, từ con cái các cụ thật là nhọc nhằn và là rất khó. Luật của chúng ta đấy là khuyến khích để mà nuôi dưỡng hay là mở các cơ sở để mà chăm sóc các cụ. Đấy, thì đây là vấn đề rất lớn. Thế thì tôi xin thông báo thế này, là lâu nay thì nhà nước chúng ta đã có một cái hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội mà do cái ngành lao động thương binh xã hội người ta làm. Thì ở đây tức là cái cơ sở này thì là nuôi dưỡng thì không phải chuyên cho tất cả, cho chuyên cho người cao tuổi. Cũng có một số cái cơ sở là dành riêng cho người cao tuổi cô đơn tàn tật, nhưng mà số ít. Theo đánh giá của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ giai đoạn già hóa sang cơ cấu dân số già sẽ ngắn hơn so với nhiều quốc gia, nên áp lực về các chế độ chính sách và hệ thống y tế cho người cao tuổi sẽ rất lớn. Khi đó, mô hình viện dưỡng lão và những trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ rất hữu ích. Và để mở rộng những mô hình này, chính sách hỗ trợ của nhà nước là rất cần thiết. Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, chiều 16 tháng 12 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã diễn ra buổi tọa đàm chia sẻ về chính sách phát triển điện ảnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng và sự phát triển của nền điện ảnh và hướng tới trong tương lai. Đồng thời khẳng định, điện ảnh là một ngành công nghiệp có tính sáng tạo và bền vững, đóng góp một phần rất lớn trong sự phát triển của mỗi nước. Vì vậy cần phải có một chính sách hỗ trợ và phải coi điện ảnh là một nền công nghiệp được ưu tiên phát triển. Bà Kim Jung A, Tổng giám đốc phụ trách điện ảnh tập đoàn truyền thông CG Hàn Quốc cho biết, điện ảnh phản ánh đầy đủ những đặc thù văn hóa của mỗi quốc gia, cho nên cần phải hệ thống hóa nền điện ảnh trong sản xuất và lưu thông để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo hơn.
cũng như cần đầu tư quy mô hóa, thương hiệu hóa để tạo ra sự tin tưởng cho người tiêu dùng.